Tây Nam, hôm nay tôi tùng đã con quay thái đại 99 em ơi. Nó đại đầu tôi cái đầu tiên có 99 luôn, mã TH luôn em ơi. Mã TH luôn nha em. Đại đầu tiên mã 99 luôn nè. Đó, mã đầu mã TH nè. Đó, đầu đi 99 luôn như tháng 2, tháng 3 vậy. Cùng mobile đời cũng đầy đầu luôn nè. Mobile đầy đầu này nó TH hình như là nó không có đáp nha. Hình như là đầy đầu. Đầy đầu tiên có full quay thái là không có đáp nha. Trong đây nó không có đề ngày tháng em ơi. Đầy đầu tiên có full mộ quay thái luôn. Rồi bác thương test bình xăng nè, bình xăng con đầy đủ nha, zin bọng luôn nè, chưa rửa luôn nè, mới tháo ra nè, chưa rửa luôn nè, để vậy sau vậy luôn. Nó lắc hồi rửa sau, giờ bán test trước đi, bình xăng con nha anh em ơi. Bình xăng con bị con zin thôi xe nha, đời 99 là nó ốc dày, còn 2000 lên thì nó ốc dẹp. 99 hình là ốc qua ghe nha. Rồi, test thử bình xăng luôn, đề nhà nổ à. Đó, đề nhà nổ ơi, bô hơi bể. Đó, im ru em ơi, im ru nha anh em. Im ru à. Có nổ nè, lên thì hơi nhỏ quá nè mày. Có gan đi em ru mày, em rõ em ru nha. Tại bô bịch bô lại nó hơi tắt máy, bô thì nó lủng lủng tan nát rồi, bô tàu mà lủng tan nát luôn, nó lủng tan nát luôn. Để bịch lại nghe tiếng ganti nè, ganti nhức nách luôn, nó ganti nè, có bô xì luôn rồi, nó ganti là nhức nách luôn, bệnh kính quá nó tắt. Ra đi nổ Euro thì thầm nhanh em, muốn tăng nhẹ lên nè. Nó lên thì thầm luôn. Rồi lên máy siêu im luôn. Máy này có đầm rồi, máy này rớt rồi nha. Đầu nồi cái đầm rớt hết rồi. Đó, máy này đầm rồi. Siêu im luôn. Im như chó chết luôn mày. Đó nhìn lên ga là không phập luôn. Nó lên ga không phập luôn. Rồi xe con nổ Euro. Nó nổ thật. Bình xăng con nha anh em ơi, bình xăng con này em ơi, bình xăng con mua e đầy đủ nha, số xị luôn nè anh em, đầy đủ số xị nha anh em ơi, nó như hình nè, rồi bán đại bán nhanh lẹ bán đại luôn bán rẻ luôn, rồi 1.3 triệu bao ship cho anh ơi, 1.3 triệu bao ship nha, bình xăng con full 1 đời 99, lộn quay thái đời 99, có số xị đầy đủ nha, số xị ống đầy đủ luôn nè, nó ra thì nổ thì thầm luôn, nổ là đề nổ thôi, rồi xăng dư không chảy luôn nha anh em, xăng dư không chảy luôn nha anh em, xăng dư không chảy luôn. Nó xăng dư luôn nè, đợi 99 nè, chưa rửa luôn. Nó đợi 99 nè. Đợi 99. Xác thị đủ nha, xác thị đợi 99 là nó có miếng nhôm đây nè. Đó nhìn. Rồi cái cục nè. Rồi cái bách lồng luôn. Bách lồng 99 đời đầu tiên là nó có cái này mà, đời nào có cái ống giữ xăng dương nha anh em. Mấy đời như là cuối 99 không có nữa, 2000 không có, như đời đầu tiên 99 mới có này nè. Đó, cuối 99 qua 2000 là không có nha. Đời 99 ra thì có cái ống xăng dư đưa đây nè. Gắn vô đẹp cho anh em ơi, gắn đẹp nha anh em. Còn mấy cái đời sau thì không có. Nó bát lồng nè, cứng khừ luôn. Đó, cứng khừ luôn. Rồi bát lồng này bán cho em là 200 bao ship nha anh em, 200 bao ship nha, 200 bao ship bát lồng. Rồi gắp chân 2 tầng nè, còn ngay băng luôn nè, không gãy không gì luôn nè. Chân chống này giống này zin hay không ta? Cũng chưa biết luôn, thấy nó bọc với nào, chân chống này zin nào, không biết được phải có đó không. Rồi, gắp chân 2 tầng nè, con là cành đào nha, ngay thẳng luôn em ơi. Ngay thẳng luôn. Rồi cái chân hai tầng này là nó bao đẹp nha anh ơi, còn khá đẹp nha anh ơi. Rồi cái chân hai tầng là 350 bao ship nha anh ơi, 350 bao ship nha, nó khác full 1 nha anh ơi. Nó nhỏ full 1 nó khác full 1 chút. Full 1 thì ở đây nó bè ra, cái này nó không có. Rồi 350 bao ship cái gắt chân hai tầng quay thái 110 để 99 nha anh em. Thì Isuzu mà nó chạy cái này rồi, Isuzu mà nó garanti đều luôn lên ra không phập luôn không giữ rồi. Rồi bên đây nè. À cái chân hai tầng nè. Sơn bọc còn đen mông nè, sơn bọc còn đen mông luôn. Đó, 3 đầm đỡ bao ship nha anh em. Tắt máy đi. Đó, bắt lồng đầy đủ không gãy nha. Rồi cục mua pin em ơi, mua pin này chụp đi lô rồi, chụp đi này thay rồi em ơi. Chụp đi này thay rồi nha anh em. Nó cái mua cái mua pin này là 99 nha, hình như đời này không có đáp nha, đời đầu tiên TH không có đáp nha anh em ơi. Không có ghi ngày tháng nha. Rồi full 1 cũng có luôn, full 1 cũng có đời đó luôn. Rồi như chắc chắn đằng này không có đời mã TH mã 1 nè, mà TH mã 1 nó không có đáp. Rồi 3 đồng đỡ bao ship cục mobile nha mày, 3 đồng đỡ bao ship nha anh em, 3 đồng đỡ bao ship. Rồi cặp hộp nè, hộp này thì zin theo xe nha mày, nó zin theo xe nha anh em, KAT nè, sơn zin luôn, sơn zin còn khá ok, sơn zin khá ok, bụi bặm này chưa có xị luôn nè anh em, trên đây hơi xét chút, trên đây phụ nhúng tới đây thôi, nó phụ nhúng tới đây thôi, ti rồi đây còn bao đẹp luôn, ti bao đẹp luôn anh em ơi, ti bao đẹp nha, không xị nha anh em, không xị bao nhúng ngon luôn. Bao nhúng ngon cho anh chạy luôn. Đó, không xì luôn. Rồi cây mà đây nè. Cây đây thì cũng có xét ở đây chút luôn. Đó, có xét ở đây chút luôn, nhưng không xì nha.
không bao không xì. Đó, xương zin còn khá luôn nè, xương zin còn khá ok luôn. Về gắn là chạy thôi. Rồi cặp phục quay Thái 110 đời 99. Đời 99 đầy đủ mà nè, tháng 3 năm 99, tháng 3 năm 99. Đó nhìn nè, mã HM nè, mã HM em ơi. Xương zin còn khá đẹp ok nha, về gắn xe mọc chạy luôn. Rồi 500 bao xíu cặp phục quay Thái 110 em ơi. Rồi cốt đẹp quá trời luôn, cốt đẹp quá đẹp rồi. Bánh thì bán sao, bánh thì tháo ra kiểm tra coi nó lỏng lưng không, tính bán sao tiếp em ơi. Rồi có bát nạ nha em ơi, bát nạ nha em ơi, bát nạ đầy đủ nha. Bát nạ đầy đủ nè. Rồi bát nạ nè, bát nạ đầy đủ quá không cái bát luôn, như hình. Ốc tán đầy đủ nha. Bát nạ tán đầy đủ còn ngay thẳng là không cong quên nè, không cong nè. Đó như hình. Rồi bát nạ đây là 150 bao ship nha anh em ơi, 150 bao ship cái bát mà nạ, bát nạ quay Thái em ơi. Rồi cái đồng hồ nha anh em ơi, đồng hồ và đồng bình thường nha. Đồng hồ và đồng bình thường. Đó. Xi nhan đầy đủ nè. Đó. Kim xăng đồ báo xăng lên hết luôn ơi, báo xăng lên hết nha anh em ơi. Báo xăng bao anh em là không giật nha. Rồi, zin luôn, mặt kiến zin luôn, đồng hồ zin luôn, bao anh em là không mặt trăng mặt trời. Đó, bao anh em là không mặt trăng mặt trời em ơi. Đó như hình nha. Bao lên bình thường, không mặt trăng mặt trời. Đó, bao lên bao xài, bao sống không, bao không giật luôn. Rồi là dây cọ lại zin luôn. Dây cọ lại zin em ơi, dây cọ lại zin nha. Dây cọ lại zin không cái bát. Rồi như hình. Đây ngọn này dán keo xịn ra chảy quá trời luôn nè. Rồi đồng hồ này không cái bát gì đâu em ơi. Rồi bán cho anh là đồng hồ quay Thái 110 nha em ơi. Không gãy bát, chẳng nguyên si nha. Không gãy bát cho luôn nè. Rồi bắt đầu bình thường nha anh em. Bao xài nha. Rồi đồng hồ này khá đẹp. Khá đẹp. Kính kim còn khá đẹp luôn. Đó, kính còn răng răng nhẹ hình em ơi. Rồi bán cho anh là nhanh lẹ nha. 6 đồng đổi bao ship em ơi. 6 đồng đổi bao ship đồng hồ em ơi. 6 đồng đổi bao ship nha. Hoạt động bình thường. Nó cầm hoạt động bình thường nè, đề nè. Đề thì nó đề này cực, đề này thì nút đề lô. Có sao vậy? Nút đề lô. Rồi nút đề lô. Nút đề lô nha, cầm chẳng zin, cầm nè, cầm đề nè. Mã Sita còn luôn nè, Sita Sita còn luôn. Nó còn nguyên si luôn nè. Bên đây còn ok luôn nè. Đó, hoạt động bình thường. Đó, là cốt pha nè. Cốt pha còn sáng nha em ơi, cốt pha còn sáng nha em. Nó xi nhan nè đầy đủ nè. Xi nhan đầy đủ luôn nè, kèn nè. Đầy đủ nha, tắt máy đầy đủ luôn, không có lỗi lầm gì luôn. Rồi bán cái cờ bộ cùng với đông này luôn, tay thắng này hơi gãy xíu rồi. Tay thắng hơi gãy xíu nha anh em. Bán em nhanh lẹ nha. Rồi ghi đông số khỉ, cái đạn ốc thì như hình anh em về thay ba cái cao su. Nó bao hai thắng luôn, không công luôn. Rồi cầm luôn cầm nha. Ghi đông luôn cầm luôn, hai cái gù còn nguyên luôn nè, hai gù còn nguyên luôn, một cái nóc luôn. Hai gù còn nguyên luôn. Gù tháo ra là bao đều liền á, rồi bán chung gù, gù tháo ra thì bán cũng hết 2 xị rồi. Rồi như bán anh em rẻ nha, thằng nhanh lẹ luôn. Rồi ghi đông cầm sổ khỉ, gù. Rồi 5 đồng đổ bao ship nha em ơi, 5 đồng đổ bao ship nha anh em, nguyên bộ nó rẻ rẻ luôn, 5 đồng đổ bao ship luôn. Rồi cái phục sau thì zin luôn, mà điều này anh đi lắc trà lại em ơi, bán lấy phôi nha em ơi, trong đây trà lại nha, ti thì ti là có xì rồi. Rồi cặp phục này chân đẹp luôn nè, bao anh em chờ đầu zin hết, lấy phôi xài, về anh em về lấy phôi xài si lại chạy, nó si lại chạy nha em ơi. Rồi cặp phục sau này bán cho là 200 rưỡi bao ship nha anh em, 200 rưỡi bao ship về lấy phôi sơn si lại xài, chân đẹp chân zin luôn, 200 rưỡi bao ship. Rồi cái đuôi đèn nha mấy, đuôi đèn nha mấy, đuôi đèn nha mấy, đuôi đèn là cục nguyên si nè, không nứt bể luôn, nó không nứt bể luôn mấy, không nứt bể nha anh em, không nứt bể luôn cái đèn lái cái đèn lái nha anh em, không nứt bể nha, nguyên si, dây cột là không cắt nối luôn nè, không nứt bể luôn, rửa ra bên trong là bao đẹp luôn anh em ơi, anh em về vệ sinh bên trong nha anh em, chữ Thái đàng hoàng nha anh em ơi, nói Thái nè. Rồi cái đuôi đèn như hình. Nó đuôi đèn như hình nha mấy. Nó như hình nha. 300 bao ship nha mấy, 300 bao ship cái đèn lái nha mấy, 300 bao ship không nứt bể không gãy nha anh em. Rồi cái tay sắt nha mấy, tay sắt quê Thái nha mấy. Đây có u này gần này, u này vậy nè mấy. Quê Thái nha mấy. Nó u này nha, nói chung còn khá nha mấy, còn ngay thẳng nè, còn khá không mất méo nè mấy. Ở đây thì có u này này nè, không biết cái gì nè, nó u gần nè. Nó như hình. Rồi bán rẻ luôn đi. Bán rẻ luôn, có gì có nổ sao bên trong sao anh em ơi. Rồi 100.000 bao ship nha, một quay Thái luôn nè, về gắn xe chở đồ bao ngon luôn. Rồi cái tay sách quay Thái luôn, 100.000 bao ship để rề luôn. Rồi chiếc xe này thì chạy im ru, có hú nhẹ thôi, đề bọng ngon lành cả đầu. Nhẹ nổ và máy quá dữ luôn á, máy im ru luôn. Nổ im ru thì thầm mùa xuân luôn. Bình xăng lên ngọt ngào luôn, không cập luôn, lên ga ngọt ngào luôn. Nổ thì thầm. Xong rồi bây. Đó bình xăng nha mấy, xăng cậu rã hết rồi nè, nó có vệ sinh sơ nè, nó khá đẹp luôn à, trái ga bao đẹp, cái này không mua về nè em ơi, nó
Đồ của em có test thử rồi nha mày. Cái này không mua gì giờ. Cái ga thì bao đỉnh luôn. Đó, giá này thì chị nói hố luôn mày, nhiều khi nói hố luôn em ơi. Nhiều khi nói bị hố luôn á. Cái ga nè, anh em về xin cái ga nha. Cái xe cứ xin nè, nó long lanh luôn nè. Cái này là bị bụi nha. Này là cái như là bụi bặm nè, này ba cái hơi lâu nè. Anh em về vệ sinh ra. Đó, bao anh là không có bị xước luôn nè em ơi. Còn khá đẹp nha anh em. Khá đẹp nha. Đó, nè, không liếm luôn. Không liếm luôn. Cái này là bị lâu ngày ba cái khối á, khối đưa lên nè. Này đang về vệ sinh ra nha em ơi. Chưa vệ sinh luôn nha em ơi. Mới sinh ngoài thôi. Đó, vệ sinh ra bao đẹp nè. Cái ga là VIP luôn. Cái ga vậy mua về anh em. Cái ga VIP luôn nha. Về anh em vệ sinh bên trong thôi. Bên ngoài mới sạch sơn sạch nhẹ thôi. Bên ngoài mới chà rửa nhẹ nhẹ thôi anh em về chạy thôi. Rồi như hình. Đó, đồ giờ có test rồi. Bán đại nhìn giá còn nhiêu được giá xác luôn. Garanti đồ thì thầm không chắc chân dư luôn. Nó bán đại như hình luôn. Bán giá coi như giá xác luôn mày. Đó, anh em nào thấy được ok thì mua nha anh em. Bình xăng này khá đẹp nha. Xe này còn nói chung mà còn khá ok, khá cọp á. Hồi nãy quay rồi giờ bây kỹ lại cho anh em. Nó xá xị nè, ống thì như hình nè. Ống thì có răng nè. Ống thì có răng nè. Nó xá xị đầy đủ nha, 99 nè, xá xị 99 nè. Xe này lắc đáng là gọi là 98 luôn chứ chính chị. Xe này như đợi 98 luôn em ơi. Đầu tiên có quay thái trăm 10 luôn. Rồi boe nè, không nước bể nha. Thì chưa rửa, hơi xấu. Nó không nước bể. Đây một mã ngày tháng nè. Năm 99 nè. Ngày 21 tháng mấy năm 99 nè. Đó nhìn hình nha em ơi. Rồi đồng quay là đồng hồ nè. Đợi giá có báo bác thẳng đầu video rồi. Giờ nói cũng quên mới giá nhiêu rồi nhưng đầu video có báo hết rồi. Đồng hồ thì bao VIP luôn. Đó. Tháng 3 năm 99 nè, 18 tháng 3 năm 99 nè. Dây cọ là bao giữ bao VIP luôn. Đây chưa vệ sinh luôn nè, mới sạch thôi chưa vệ sinh nè. Bao đẹp nha anh em ơi. Bao đẹp nha, kín bọng rồi zin hết, không lỗi lầm, không gãy, không gãy kẹp, không gãy gì luôn. Nó bao là không mặt trời mặt trăng luôn. Rồi cái cục cô yên đi, bán bà nạ đi, bắt nạ nãy 200 bao ship kèm cô yên nè. Đó nhìn. Rồi hai món này là 300 bao ship nha. Hai món này là 300 bao ship, cô yên với cái bắt mà nạ. 300 bao ship. Rồi như nói cục mua pin nè, đúng này, đúng như em nói luôn, đúng như lời như em nói luôn, cục mua pin nè. Cục mua pin là đời đầu tiên có 99 nha, như 98 thôi, nó không có đát nha. Không có đát luôn này anh em. Rồi dây cột nè, chụp này mua riêng có xe khác nha, mà mua mua riêng chụp mua riêng là bao riêng. Rồi này là 1998 nè, nó như hình nè, mua riêng chụp mua riêng là 1998 nè anh em ơi, 1998 nha anh em. 1998 nha. Nó như hình nè. Chứ không phải là đời 99 nha. Đây là đầu tiên có 998 99 luôn. Xe này sản xuất đầu tiên luôn nè, đầu tiên luôn. Mã TH1 mà. Đó, 1998. Đó, 1998 nha anh em. Quá trời. Này thường từ 199 quá dữ nè, 1998 luôn. Đó, một đời đầu tiên nên nó không có in date. Nó bắt đầu giữa cái mấy cái tháng cuối nó mới in, giữa tháng giữa năm 99 in date nha anh em ơi. Đó, đời đầu tiên có 99 nha. Rồi nãy là 350 nè, kèm cục sạc luôn. Rồi 9.3 9.3 nè, là ngày là tháng 3 năm 99. Rồi bán cái này là cục sạc cái cục mua pin nha. 400 bao ship nuôi, 400 bao ship nha anh em, 400 bao ship. Rồi dây điện nè, dây điện quay thái luôn. Dây điện quay thái luôn anh em ơi. Đó, bầu bổng là nguyên si nha, không này là nguyên si nè, bầu bổng nè. Bầu bổng là nguyên si luôn. Đó, nhìn nè, nguyên si luôn nè, không lỗi làm gì luôn nè, dây cổ zin luôn. Này còn zin luôn. Đó, zin nè, cái nút kèn nè, zin cái lò gọi là hai rắc kèn còn zin luôn. Đó, bao đẹp luôn anh em ơi. Rồi anh em nhìn hai cái cọc nè, hai cọc là bao zin luôn nè, zin chưa thay luôn. Thường thường cọc nó bị thối, này nó chưa thối luôn, còn nguyên si luôn, lòi lõi nhẹ nè. Rồi lõi nhẹ nè, cầu chì bị đứt nè. Nó cầu chì bị đứt em ơi. Nó anh em về nè, nó bị gãy cái đứt này, gãy cái chốt chốt em ơi. Gãy cái chốt nha, gãy cái đầu móc cầu chì chứ không phải đứt dây. Anh em về bấm lại. Nó sẽ bình thường. Rồi đây nè. Rồi bầu nè, bầu với cục ngay chỗ cục đưa cục lửa nè, bầu lửa nè. Lưa lên cái cục báo xăng nè, báo số nè, cuộn lửa nè, nguyên si luôn. Rồi tặng theo cái này dính vô cái cục chớp lô luôn nè, cục chớp lô, cục IC tàu, IC này tàu vô này, IC là ba đi. Đó, tặng được cục chớp luôn, đầy đủ luôn anh em ơi. Dây cột là zin hết nha, bao đẹp luôn, lòi lõi nhẹ nhất thôi là chỉ đứt ngay chỗ dây cột chì thôi. Đó, chỉ đứt ngay cột chì thôi, này là đứt cái thúi cái miếng kẹp cột chì chứ không phải là đứt dây như hình. Đó, 400 ngàn bao ship cái bộ đường điện thôi, bộ đường điện nha, bộ điện quay thái 110 đời 99, 400 bao ship nha mày, 400 bao ship nha. Rồi cục đề nha, đề tàu với dây đề tàu được cộng dây quay thái 110 nha, cộng dây đề quay thái 110, đề tàu này nó bao im luôn nè, bao im cho chạy luôn.
Imru luôn. Rồi Imru luôn ơi, Imru luôn nha, gắn gì sẽ cỏ chạy luôn. Còn dây này không giờ hết mấy chục ngàn nè. Rồi 150 bao ship cục đề tàu ơi. Lỗi đề đít dài nha, đít dài. Bao mạnh luôn, 150 bao ship. Rồi ai mua cái cục mobin tặng luôn, cái cục trời lại đề luôn, tặng theo luôn, quy bộ luôn đi. Đó quy bộ luôn. Rồi cái thùng xăng nha mày, thùng xăng, nước da hơi xấu mày, nước da hơi xấu nha anh em. Nắp zin luôn nha anh em ơi, nắp zin đẹp lăng keng nha. Bên trong đẹp lăng keng luôn nè, không một lủng luôn. Đó bên trong đẹp lăng keng, xăng còn quá trời luôn nè. Đó nắp zin nè, nắp còn zin đẹp long lanh luôn, bảy màu luôn nè. Nó nạp Thái nè, có trong quẹt xăng xanh nè. Đó nắp này chỉ là bị nổ sơ thôi, không một lủng. Rồi bát thì như hình, gãy mất cái lưỡi gà rồi. Được cái bát ok nè, đây nè. Anh em nào lên xe khu 1 lên quay Thái được rồi thì kiếm cái này nè. Cái này tháo ra bán cũng có xị cái rồi. Đó cái bát bắt áo em ơi, bát bắt áo em ơi. Đó cái này em ơi, khu 1 không có nha. Coi như bán cái này, bát này tặng bình xăng luôn, thùng xăng luôn. Rồi là thùng xăng nè. Thùng xăng nổ như hình, nổ mặt trên, báo xăng zin nè, bao xài nè. Nắp xăng zin nè. Bát zin gãy lưỡi gà. Hai này thì hơi mòn. Rồi con cái là nó còn cái bát áo nè, như hình, dây zin báo xăng zin luôn. Rồi ở dưới là còn khá đẹp. Chỉ nổ mặt trên thôi. Đó nhìn bán rẻ anh lên xài chơi luôn. 350 bao ship luôn anh ơi. Giờ thùng xăng tính giờ bán sát 150 rồi. 150 200.000 này. Rồi cái này bán không hết nhiêu tiền rồi. Này không có trăm mấy rồi nè. Này không có trăm mấy, có trăm ngọc cái nè. Đó như hình nha. 350 bao ship cho anh em luôn. Rồi tặng anh xem một tặng xem tặng anh em là một lít xăng chở gậy đi chơi luôn. Tụi nó chơi chứ xăng cỏ bỏ ra chứ để vô cháy nổ chết anh em ơi. Rồi ba món nhựa quay Thái 110. Ba nhựa Thái 110 nha em ơi. Ba nhựa Thái 110 nha anh em. Bao dày luôn, này mất tem rồi. Không gãy không bể nha anh em. Đúng Thái 110 nha. Bao nặng bao dày luôn, nó dày hơn Alpha nhiều luôn. Dặn dày hơn Alpha với phu 1 nhiều nha anh em. Dày hơn nhiều luôn. Ba món nhựa đen. Rồi cái lượng nước. Rồi cái lượng nước. Lượng nước nè. Lượng nước là 199 đầy đủ nha anh em ơi. Lượng nước đầy đủ nha, 199 đầy đủ nha anh em ơi. Nó không lỗi lầm gì luôn nè, dày cui luôn nè, dày cui luôn. Nó dày cui luôn mày, nó dày hơn Alpha nhiều quá nhiều luôn. Còn cái hộp đồ nghề luôn, hộp đồ nghề có cao su luôn. Có quay Thái là nó sâu quái mà, cái này nó đưa xuống sâu quái nha anh em ơi. Đưa vô nhà đẹp mà, nó vuông dứt nè, đưa xuống sâu quái luôn nè, đẹp nha anh em. Đúng đời quay Thái luôn nha anh em ơi. Rồi cái cao su đầy đủ nha, còn khích rịch luôn, như hình. Rồi 200.000 bao ship nha anh em ơi, 200 bao ship nha anh em, 200 bao ship. Rồi cặp bánh bán rẻ cho anh em về đi chợ đi bố luôn. Rồi niền câm niền mới thay. Câm niền mới thay nha, niền này niền u luôn mình, u neon ơi, u neon nha anh em. Niền u neon nha, niền u neon. Câm niền mới thay nè. Nước đồng còn như hình nè, đồng còn sơn như hình, cam điện mới thay cũng mới cáo luôn nè, bên trong mới còn ok, đẹp long lanh luôn. Rồi dây con mít là bình thường nha, dây mít là bình thường nha. Đó đại zin nè, thật chín chín nè, đó zin luôn. Đó cái này đại zin nha anh em ơi, này đại zin nè. Rồi cái zin hết nha em ơi, tiêu chữ rồi. Nó KAT nè. KAT nha mày, KAT AF nha mày, có zin nha anh em, máy đụm zin nha. Dạ. Rồi, như hình, xài bình thường, bao con mét, bao là bao lên luôn, con mét là bao lên luôn. Rồi, tăng vô anh em ơi. Rồi, như hình nha, THM, T... Đó, Thái nè, THM nè, đó, 26 tháng 3 năm 99 nè, đầy đủ rồi. Tăng vô thì nó hơi mòn em ơi, nó hơi bị, hơi sọc nha, không phải lộn, hơi sọc, hơi mòn. Hơi sọc, có hơi lỏng lưng luôn. Có hơi lỏng lưng luôn nha mày. Hơi lỏng lưng ơi. Tăng vô là hơi sọc nha. Tăng vô hơi sọc. Và đạn là hơi lỏng lưng luôn. Đó bán ngày nào mà giá về. Giá rẻ rề cho anh em về đi cậy được bờ luôn. Bán giá rẻ thối luôn. Rồi bánh sau. Bánh sau này câm niền cũng thay rồi luôn mà niền u mày, niền u này chắc thay lâu rồi quá. Rồi nhớ hình nha. Rồi chân dồi nè. Không một lủng nè. Không một lủng. Nó không lủng, chưa rửa chưa chạy luôn nè, câm còn đẹp luôn anh em ơi. Tăng bua thì nó còn khá ok nha. Tăng bua còn khá ok. Rồi đầm này là không lỏng lưng nè, thấy không lỏng lưng còn ok nè. Đó TCT nè, THM nè. Nó như hình. Đầm zin nha anh em, đầm zin nha. Xài máy đầm xài cùi dĩa lớn nha. Xài cùi dĩa lớn. Nó như hình, đời chính chính luôn, câm niền zin luôn. Lộn câm niền thay rồi luôn. Rồi cái này là máy đầm tàu em ơi, máy đầm lô em ơi, này bị luộc nó hết máy đầm rồi. Này là máy đầm là tàu nha anh em. Rồi bán cặp bánh này rẻ thôi. Bán nha anh em, giờ bán gì chạy bị rặn luôn. 550 bao ship cho anh em chạy luôn nha anh em ơi. 550 bao ship luôn, giá rẻ luôn. 550 bao ship, bán coi như là bán giá chai chai rồi, coi như là bán giá sát rồi em ơi. Rồi cái đầm sau anh em chạy lấy được cái đầm sau không bán hết 300 ngàn rồi. Rồi bán cái nào 550 bao ship thôi. Rồi các chân hai tầng nè, đầu lít biết coi nè, chiều ngoài nó quy sinh luôn. Sơ bọng còn đẹp quá trời luôn em ơi.
sơn bọng ngoài đẹp quá trời luôn nha mày. Chân trống này chân trống lô hay sao đây, chân trống lô sao á mà còn mới thay mới cáo luôn nè, đầy đủ nha, không gãi không nói không hàng nghe luôn nè, ngay thẳng luôn ngay băng luôn anh ơi. Nó nhìn hình nha anh em, giá tiền nào của đó tại quay Thái lấy giá cao rồi bán giá cao thôi, cho thật sự em cũng phái phun một thôi là quay Thái thôi, các chân là phái phun một không quay Thái nha, nó nặng hơn, còn quay Thái thì nó nhỏ hơn, mình đường điệu nó gọn. Còn anh em là thích nào thì mua cái đó thôi, vô mỗi người một khác thôi. Anh em là thích quay Thái thì đưa vô thì cho đẳng cấp. Rồi bọc cấp một sên, rồi cấp một sên em ơi, cấp một sên nha. Tem ở dưới nó hơi tóc, anh em về lấy keo chấm lại, keo sắt chấm lại hoặc lấy keo hai mặt lụm vô, keo mỏng á. Rồi bọc sên như hình nè, đó như hình là Thái nè, trước là 2250 225 nè, sau 27 là 250 nè. Giờ như hình nè, mặt trên mặt trước đẹp nè, mặt trước đẹp anh em về lấy phôi sơn lại xài. Này này có nó răng theo chân chim, răng theo chân chim nha anh ơi. Rồi ở trong nè, ở trong thì còn khá đẹp luôn, ở đây thì hơi mòn xíu, ở đây cạ vô sườn này bị làm dính, nó cạ vô sườn nó mòn, nó xòe cạ biết nó mòn luôn nè. Ở bên đây không sao nha anh em, về xài bình thường em ơi. Đó bán giá rẻ nè, bà ngay thẳng nha, không bị móp méo luôn nè, không lủng luôn, nó như hình không lủng luôn. Rồi gấp nè, gấp viên thau xe luôn, này là đời 99 nó không có in đát luôn, nên chữ ép gì nè không biết, in chữ ép thôi, in một chữ ép gì nè. Nó đời 99 đời đầu tiên nó không có in chữ nha anh em ơi. Gấp này gấp viên nha anh em ơi, gấp viên nha anh em. Nó hợp luôn nè, nó nổ răng theo thời gian luôn nè. Bị rồi như hình luôn. Rồi như hình luôn, gấp viên nha anh em ơi. Nó bát bọn này còn ok nha anh em, bát bọn còn ok. Ở đây thì nó hơi sắc chút nè. Rồi ốc này tán này chưa vô mở luôn, ốc tán này còn khá là chưa vô mở luôn. Rồi như hình gấp bọc sơn này là 500 bao ship nha anh em ơi, 500 bao ship nha anh em ơi, về gắn xe mọc chạy nha anh em ơi, gắn xe mọc chạy. Anh em nhận quần em về sơn lại xài. 500 bao ship. Rồi 4 triệu đó bao ship thôi nha, lẻ luôn, 4 triệu đó bao ship, coi như bán gấp tặng bọc sơn luôn. Rồi còn số gì đạp quay Thái em ơi, quay Thái em ơi, còn số gì đạp nha anh em, còn số còn khá đẹp nha anh em ơi. Mặt tiền đẹp bao đẹp nha. Mặt tiền là bao đẹp luôn nè, mặt tiền sáng giới luôn, mặt tiền bao đẹp luôn, răng cỏ bao giữ bao đỉnh luôn. Đó 4K nha anh em ơi, 4K nha anh em ơi, như hình nha anh em. Đó 4K, đây có chấm nhẹ miếng thôi. Như hình, nó khá đẹp luôn nè, không xệ luôn ơi, không xệ nha, cao su mềm xèo luôn. Không xệ luôn nha anh em ơi, còn cứ khừ nha, không xệ luôn. Nó còn bao đẹp luôn nè, còn đẹp long lanh luôn nè. Rồi cần số nè, cần số thì nó bên ngoài thì nhìn VIP luôn, nó răng sáng giới luôn ơi. Sáng giới đi em ơi, sáng giới luôn em ơi, bên ngoài sáng giới luôn nha em ơi. Bên trong nè, nó bên trong cũng còn sáng giới luôn, chữ V dập nè, dập nè, có dấu tròn hoài nè. Nó hơn Alpha thì có chữ V thôi, còn quay Thái thì trong mười có dập thêm dấu tròn nữa. Nó như hình nha em. Sáng giới luôn nha em ơi, găng cỏ bao giữ nha, bao đẹp. Ốc số 8 luôn, rồi chữ T nè, nó chữ T luôn là, còn chữ T luôn. Rồi răng cỏ nè, còn khá nha, nó còn chừng 80% thôi. Nó răng cỏ còn sọc xíu còn khá em ơi. Ở đây thì hơi mòn xíu. Rồi còn ngay thẳng nha em, ngay thẳng nha. Ở đây thì cũng hơi mòn nè, nên do chủ xe bằng chân bự quá, đạp quá sao nên mòn luôn rồi. Về thay cục su này thôi. Về anh em về thay cục su khác. Đây thì cũng hơi đen xíu luôn. Rồi cần số thì đạp luôn, về gắn xe là bao đẹp luôn nè, mặt tiền nhìn bao đẹp nha anh em ơi, nhìn bao đẹp nha, bao sáng luôn. Đó như hình nè. Rồi hai cái này là hai này 350 bao ship nha anh em ơi, 350 bao ship nha. Rồi cầm các chân sau quay Thái 110 luôn. Rồi KEVA nè. KEVA nè. KEVA -3. KEVA -3 luôn nha anh em ơi. Rồi còn ngay thẳng nha anh em. Đó còn ngay thẳng nha, bao thẳng luôn. Bát bọng này đủ. Rồi cái cao su này cao su zin luôn theo xe luôn nè. Cặp chiếc chân cao su zin theo xe luôn. LR nè. Rồi lỗ này nói chung là còn được, cũng khá đẹp nha em ơi. Còn khá đẹp nha, không rộng mấy ơi. Không rộng mấy nha anh em, còn khá đẹp nha. Về thay cao su khác. Cao su này lâu quá nó chai rồi. Lỗ này nói chung còn có rộng thôi, nhưng không rộng mấy, còn tròn còn khá mà còn khá thôi. Nó còn như hình thôi, trọng nhẹ nó bị rộng nhẹ thôi. Ở đây thì còn ok. Ở đây còn ok. Nó như hình về thay cao su khác. Hoặc là anh em về thay lấy cái các cặp các cao su cái chân cũ á. Mình chim ở đây nè, mình lấy cái cao su mình gắn đây mình nè, mình tháo này ra mình ép vô, chim miếng cao su vô cắt miếng phanh này nè, cắt miếng phanh này nhỏ này nè. Rồi mình để làm ép vô là chạy là bao ngon liền. Đó như hình nha anh em. Như hình nha. Rồi gấp chân này. Rồi 170 bao ship nha anh em, 170 bao ship cặp các chân sau nha anh em, các chân nhôm nha, 170 bao ship. Rồi cái bình ắc quy này 2021 dữ vậy trời. Này 26 tháng 9 năm 2020 mà điều ngày này người ta mua là 13 tháng 1 2021 để test thử coi sao. Bình này thì nãy đề rồi mạnh vô địch. Còn quá trời mạnh em ơi. Nó mạnh quá trời mạnh luôn nha em ơi. Nó như hình nha. Rồi bình này cũng hơi lâu rồi, nói chung cũng hơi lâu rồi. Bán anh em là 130 bao ship nha, không bao gì, bao ship thôi. Đó, mình bình này hơi lâu, sao hơi lâu dữ không biết. Mình này thấy còn mới quá nè, không lẽ người ta để bữa ăn bán không được, mà để lâu không ơi. Mà bình này là còn khá mạnh nha em ơi, bao mạnh nha. Rồi 150 bao ship, bảo hành cho em là nửa tháng từ khi nhận hàng luôn. 150 bao ship, bao mạnh luôn. 150 bao ship nha, bảo hành em là nửa tháng từ khi nhận hàng.
Rồi bộ áo đâu bây? Áo đây nè bây. Áo quay thái nha anh em. Rồi mà nó sơn zin ở đây đây người gửi xe nó bị cạ trầy trầy miếng uổng quá nè bây. Đó nhờ hình nha anh em ơi. Rồi. Rồi bán hai phay xi nhan đi. Hai xi nhan đi. Hai xi nhan nha, hai xi nhan như hình. Đó hai xi nhan như hình. Còn khá đẹp nha, không bị vỡ. Đó, về tháo vệ sinh bên trong mà chạy thôi. Đó như hình, còn khá đẹp luôn. Đầy đủ bát bốc đầy đủ nè, không gãy bát nha em ơi. Đó như hình nha. Rồi hai xi nhan này là hai xi nhan nha anh em. Rồi bắn chung áo luôn, bắn chung áo luôn. Rồi pha đèn nè, pha đèn lớn nè, đây hơi nứt nè, nước gì hơi vô nè, nó hơi nè. Anh em về muốn ngon thì anh em về lấy đầu hò mình lấy cái mặt kiến ra mình vệ sinh mặt kiến ở trong, mình chấm cái keo sắt vô đây lụm liền. Nó pha đèn trong đâu còn sáng đẹp nè, có đèn led luôn, đèn led là bao sáng luôn. Rồi bà nè đà thái nè, nó thái nè, bát bọng là còn nguyên si hết, chỉ gãi nhẹ bát đây thôi, nó gãi nhẹ bát đây thôi. Giờ anh em về hàng lại xài. Rồi mà cái pha đầu đèn nha. Rồi bảo cổ nè, ở đây thì có hơi bị bể nè, anh em về lấy làm miếng rọ gắn vô. Ở đây thì có gãi một bát gì đâu sao đây. Đó, đây gãi một bát này nè. Nó gãi bát này nè, anh em về chế bát lại lấy bát cũ gắn vô hàng thôi. Rồi như hình thôi. Nó bà cổ thái luôn, đợi 99 nha anh em ơi, đợi 99 nha, tháng 2 năm 99. Đó như hình nè. Nó này hơi thái nè, không có cái này. Rồi cái mặt nạ luôn mà mặt nạ siêu bếp luôn. Nó PC luôn, hai này không gãi luôn nha. Mặt nạ này giờ bán thị trường bán phải 300.000 một cái anh em ơi. Hàng theo xe phải 300-400 ngàn một cái á. Nó như hình nè, đây có đủ bát nè, đây đủ bát luôn nè, không gãy bể luôn, đây còn nguyên si luôn nè, không gãy bể luôn nè, nó không lỗi làm gì luôn. Mặt rồi cái mặt nè, băng thật mặt nạ là bao đẹp luôn nè, mặt nạ giờ thị trường như nè, anh này gắn xe cọp chạy luôn, nó siêu bọng gì thích nha, tại vì lên xe nó khác nha, lên xe giờ tối nó màu khác nha, chứ mà thử bên ngoài là bên ngoài là màu đẹp long lanh nha, tại lên giờ tối rồi lên xe nó màu khác, tắt đèn led thử nó giống màu không, nó đèn led thử là giống màu vậy, nó như hình nha em, tại bật lên đèn nó khác. Rồi như hình nha, này thị trường dầu bài bán giờ cái mua mặt nạ cũng có 2-3 đồng ngàn một cái rồi đó. Nó mặt nạ là bao đẹp luôn. Rồi mỏ dè luôn, mỏ dè mặt trước là bao đẹp luôn. Ở đây có trầy không ơi, có trầy xương không ơi. Về gắn xe mọc chạy nha anh em. Về gắn mọc chạy rồi đuôi dè thì có bể miếng. Đuôi dè hơi bể miếng nha anh em ơi. Đuôi dè hơi bể miếng nha anh em. Đuôi dè hơi bể miếng nè, rồi còn lại ok hết luôn. Rồi sơn bọng rồi zin si luôn nè, zin si luôn nè, kéo trầy nhẹ thôi. Rồi cái áo phụ mà áo phụ mấy bên phải, bên trái em ơi, bên trái nha anh em ơi. Bên trái nha anh em, đúng đời luôn nha, đầy đủ nha, zin si luôn nè, không gãy bể luôn anh em ơi, không gãy bể luôn. Nó râu này hai móc thì nó hơi gãy chiếu. Rồi áo phụ mấy bên phải nè, áo phụ này áo phụ tàu em ơi, này có sơn lại em ơi, áo phụ tàu nha anh em ơi, này có sơn lại nha em ơi. Nó hơi nổ nè, có sơn lại nha, có sao vậy, áo phụ bên đây là áo phụ tàu. Rồi cái lượng em ơi, cái lượng anh em ơi, ốp phá em ơi, ốp phá nè, nó còn ok nè, không gãy bể nè. Tem bọng thì còn như hình. Đây thì hai cái này hai râu hay gãy đâu em ơi, râu hay gãy nha anh em ơi. Đó như hình nha, thì bao hàng gì luôn, gắn vô là bao khít luôn. Rồi ba cái bẩn nè, bẩn bên phải nha, bẩn bên trái em ơi, bẩn bên trái nha. Đây nguyên si không gãy nha, nguyên si không gãy nè. Rồi bẩn trong là đẹp hết luôn nè, lửa bộ lửa trâu còn nguyên luôn nè. Nó anh em về lửa trâu bộ cặp giờ hết mấy xị rồi. Đó nguyên si nha. Rồi cái bẩn ngoài thì ở đây nó hơi tét xíu nha anh em ơi, hơi tét xíu nha anh ơi. Hơi tét xíu nha, về anh em về chấm sàn lại hoàn lại để xài ok. Như hình, nước sơn còn đẹp luôn. Nước sơn còn như hình luôn, sơn là zin luôn, lâu mai chưa dặm tuốt nha mày, chưa dặm tuốt nha em. Tem thì nó hơi phai thêm 5 tháng, tem thì hơi màu 5 tháng, quan trọng là cái này nó không gãy nè. Nó cái bộ cặp vững trong giờ anh em mua hết 5 số xị một cặp vững trong rồi. Rồi cái bẩn mé bên phải nha mày, đây còn nguyên luôn nha, này còn nguyên nha, để bồ để trâu còn luôn nha. Rồi cái này thì cũng có lỗi nhẹ xíu luôn, đây hơi tét miếng nè, hơi nhẹ thôi, này có dặm cái dặm sơn loại sao đó, này có tét miếng nha, bên này có dặm lên sơn loại rồi mày. Mé bên đây có dặm sơn loại nha em, nè bên đây còn hơi tét nứt nè. Là cái bẩn ngoài bên đây có dặm lại rồi nha anh em, có sao vậy nha, bẩn ngoài dặm lại rồi, có dặm lại rồi, bên ngoài bộ mà đứng trong thì còn nguyên si, bên trong còn đẹp luôn nè, lửa trâu lửa bò còn nguyên luôn. Nó như hình, về gắn xe là bao ngon luôn, nó như hình, gắn xe là bao ngon luôn nè, còn khá đẹp nha anh em. Rồi ốp sườn thì tem nó hơi phai thêm 5 tháng thôi, rồi còn lại là nguyên si không gãy nha, đây là còn nguyên nè, ngay chỗ ốp bằng xăng nè, nguyên si luôn, đây còn nguyên là không gãy nè, rồi đây nguyên nè, đây nguyên luôn nè, không gãy không bể luôn, nó bao này không gắn bể luôn, bao này đẹp luôn, vì gắn xe mọc chạy luôn anh em ơi, gắn xe mọc chạy luôn nha anh em. Áo này khá nặng nha, nặng hơn áo jean mới giờ khá nhiều luôn. Rồi ốp hông mấy bên trái nè, nó như hình nè, đây là không gãy nè, không gãy luôn, còn nguyên si nha, nó nguyên si không gãy nè, đây không gãy luôn nè, rồi đây không gãy luôn nè, nguyên luôn nè. Nó giờ cặp bẩn xa ốp hông này anh em bán cũng hết mấy xị rồi, cũng cái chai vậy đó. Nó như hình nè, mua mới giờ anh em giờ mua cũng cái chai vậy đó. Nó không gãy bể, không lỗi lầm luôn, không lỗi miếng nào luôn nè. Tem bọng thì còn như hình nè. Nó như hình.
Đó ghi hình. Vừa gắn thì anh em về sơn là chạy, gắn chạy luôn. Anh xe này áo này còn khá em ơi. Rồi cái ốp học bình luôn. Ốp này cho học bình nè. Tem thì còn như hình thôi. Rồi bao zin, bao xài, bao không gãy bể, không nứt luôn, không tét gì luôn nè, nguyên si hết. Rồi cái một cái mua rùa. Mua rùa em ơi. Nó đợi tháng này là tháng tháng 3 năm 99 nè. Nó nguyên si luôn. Còn nguyên si luôn, này hai này nguyên si luôn nè. Nó như hình. Như hình nha em ơi. Rồi cái đuôi nha, cái đuôi không có cái mũ đèn nha, đuôi đèn bán riêng em ơi. Nó đuôi nguyên si nha. Không gãy bể luôn anh em ơi, không gãy bể luôn, đầy đủ luôn, không gãy bể luôn nè. Nó đầy đủ luôn, không gãy bể. Rồi bộ áo này bán anh em nha lẹ nha. Rồi áo này chỉ là có pha đèn trước, có hai xi nhan luôn. Nó 1.4 triệu bao ship cho anh ơi, 1.4 triệu bao ship nha anh em. 1.4 triệu bao ship cho anh em, về lấy xe gắn xe một chạy luôn. 1.4 triệu bao ship luôn, xe áo đồn khá nha mày. Đây có pha đèn trước luôn nha, có hai xi nhan luôn. 1.4 triệu bao ship luôn. Còn ship hết 200 ngàn rồi, tính ra còn 1.2 triệu thôi. Áo này anh em lấy cặp bẩn trong với cái cặp với hai cái ốp sườn là dư tiền rồi. Rồi hai cái kiến bên trái nha mày, hai kiến bên trái nha mày. Kiến này kiến có rim béo nè, rim béo hổm nè, AB nè. AB nè, rim béo hổm nè. Rồi như hình nè, còn VC nè. Kiến này đây nó hơi bị bung ra em ơi. Nó hơi bị bung ra nè, có sao vậy, hơi hở nè mày, hơi hở nha em. Nó hơi hở. Rồi hơi hở xíu nè, như hình. Còn cái này thì quay thái nè. Quay thái mất cái khâu dưới rồi. Rồi này hơi lỏng nha mày, hơi lỏng nha đây, hơi lỏng nha, hơi tét miếng nè, hơi lỏng nè. Cũng AB luôn nè. Rồi hai này anh em bán anh em là 150 bao ship nha. Anh em về chế cháo lại mình làm hoặc là lấy cộng xài. Này là có rim béo nè. Rim béo hổm nè, 99 hổm nè. Này là có quay thái nè. Đó như hình nè. Còn cái thì nó bị tét này, hơi lỏng. Còn cái thì kính nó hơi bung ra xíu mà còn cứng thường nha, bao không lơ đắt. Và 150 bao ship hai cái nha. Anh em về chế cháo lại mình làm. Rồi y quay thái nha mày, y quay thái nha mày. Y quay thái nha. Đây là 1999 nè, tháng 3 năm 99 nè. Đó, đầy đủ nha anh em. Này là cuốn xi nè, không gãy bể nè. Rồi cái móc treo nè, cái móc khóa nè, không gãy bể luôn, cũng khừ luôn, không nứt không bể luôn nè. Rồi chân đẹp, lộn cái đế đẹp nha anh em, đế đẹp nha. Mốt này mốt zin luôn nè. Còn ở đây thì bọc hai ba lớp vậy nè. Anh em về bọc xé lại, bọc lại em ơi. Mốt thì còn ok nha, còn khá dày em ơi. Còn bên trong thì có hai ba lớp nha anh em. Nó như hình có sao bảo vậy. Mốt thì còn ok nè. Như hình. Đó anh em về bọc lại xài. Còn khá ok em ơi. Như khá nè, khá ok nha anh em. Còn khá ok nha. Nói gì bọc lại xài, này nó bọc hai ba lớp vậy nè. Nói như hình. Rồi quay thái 99 nha. Rồi 200 bao ship nha anh em ơi, 200 bao ship nha anh em. Rồi hai vỏ rim thôi, hai vỏ sau rim nha anh ơi, hai vỏ sau rim nha anh em. Vỏ này vỏ gì đây? Vỏ này vỏ gì đây trời? Vỏ này SRC nha anh ơi, SRC. SRC nha, SRC. Gai bao đẹp luôn nha anh em. Gai bao đẹp luôn nè, gai còn dày cui luôn. Đó, gai còn dày cui luôn anh em ơi. Nè nhìn cái đầu sâu nè. Sâu quái nha, dày cui luôn. Đó, gai bao đẹp dày cui luôn. Bao còn có đầy đủ ruột đầy đủ nha anh em. Rồi cái vỗ thứ hai nha, vỗ này dày cua luôn, còn khá dày luôn nè. Ba cái râu riêng còn nguyên si nè, còn dày cua luôn. Vỗ này vỗ gì đây? Vỗ này vỗ gì đây trời, vỗ này vỗ Kenda quá, vỗ thiệu luôn, vỗ xịn luôn, Kenda. Nó Kenda nha anh em, gai bao dày luôn nè. Gai bao dày luôn, nó bao dày luôn. Rồi hai cái này đây em ơi, về gắn xe rim chạy em ơi, một mã còn luôn nè. Cái này Kenda giờ bán hết 200 mấy một cái rồi, chưa tính ruột luôn. Rồi bán hai cái vỏ nha, hai cái vỏ 200 bao ship, gai còn khá dày luôn, về gắn xe chạy một cái chạy một cái xe cô luôn nha anh em, 200 bao ship. Cho ba thấy trăm mười nha mấy, cho ba thấy trăm mười nha anh em. Nó hình nè, bao đẹp luôn nè, bao vip luôn, bao đẹp bao vip luôn, chén trên không băm luôn, chén trên là không băm nha anh em, chén trên là không băm luôn nha, chén trên không băm luôn nè, còn chén dưới nè không băm luôn, bao không lỏng chén luôn, nó bao không lỏng chén luôn mới tháo ra thử, nó hình nha, bao không lỏng chén luôn, đó như hình nè, còn khá đẹp luôn, anh em về xin thêm, ốc tán đây nè, và còn khá đẹp luôn nè, như hình, bao thẳng bao buông tay em chạy luôn, quay thấy trăm mười. Gắn cho anh pha đầu khu 1 là hết bài luôn. Rồi như hình. 300 bao ship nha anh em ơi. 300 bao ship với gắn bao đẹp nha. Gắn bao quay thái 110. Ngựa không? Đi kiếm chết luôn bây giờ. Ngựa không? Không đưa em bỏ em đủ mà. Thì bỏ cái bao này. Ừ. Lật sổ ra coi mới nhớ mấy số mới nhớ chỗ này chạy ra nè. Để vậy nè, nó vậy nó tay nó ngốn thì nó đuôi. Kiếm vòng nãy giờ.
chính là chữ lộn. Có đưa không sao? Đưa, à, bớt đang chơi gì riêng người ta đưa em mà nó cầm mà. Vậy hên lập sổ cô cho bữa đi chỗ. Rồi bán cái ống chỉ em ơi, ống chỉ với năm, ống chỉ nè, ống tán khá đẹp nha. Ờ ống chỉ nè. Bán combo đi. Đó, ống chỉ này là 150 bao ship nha. Ống chỉ 150 bao ship. Đó, ống chỉ 150 bao ship. Rồi cô dễ nha. Cô dễ quá không qua thấy 110. Rồi bán combo như hình thôi. Bán rẻ năm xài luôn. Đó, ống chỉ đầy đủ, ống chỉ là bao cọp luôn nè anh ơi. Đừng so sánh nha mấy ống chỉ nè, cọp nha anh ơi. Ống tán là dung dứt nha, không mẻ không gì luôn nè. Đó, bà đang thì nó hơi bạn đang nó hơi hơi bà đang về theo đang xài nha, bao không đóng lưng luôn nè. Ống chỉ nè, ốc tán là bao giữ luôn nha, không có bị mòn, không móp méo, không méo luôn, không có bị móp méo luôn ơi, bao giữ luôn ơi. Ốc tán này đẹp dung dứt nha, anh em về rửa thiên nó đẹp liền, lông lên liền. Rồi cái cùi dĩa này bán là 300 bao ship nha anh em, 300 bao ship nha. Ông chỉ cọp luôn, 300 bao ship, ông chỉ siết vô cái là cứng khừ luôn, khỏi sợ bị thu. Ốc sâu cứng ngại vậy. Nói như hình em ơi, nhẹ nhàng luôn, còn nhẹ nhàng em ơi, nhẹ nhàng nha. Ông chỉ răng cổ nè. Quá dữ nha nè. 300 bao ship nha. Rồi cái đầu TH nó đầu rồi, vỏ đầu là bao đẹp luôn. Vỏ đầu là bao đẹp luôn anh em ơi, đầy đủ nắp nè, nó nhìn gì là đẹp hơn nè, nhìn gì đẹp như long lanh nha anh em ơi. Nó long lanh nha, nhìn này đẹp long lanh nè. Anh em mới nhúng dầu nó rửa sơ sơ, anh em về ra kỹ thì rửa mấy cái này vô nè. Rửa cái ra là nè, nhức nách liền, nó hơi đen đen nè. Rồi mã TH nè, mã TH trừ 1 nha nè. Thứ này chưa nổi anh em ơi, này đời đầu tiên nha. Như đời này có đời cuối 2008, cuối 98. Cuối 98 bắt đầu nó ra là đời đầu 2 là đầu 99 là nó bắt đầu nó sản xuất cho nó đưa ra Việt Nam. Đó hình nè, nắp số 8 nè, bao VIP luôn, không móp méo luôn, có dặn rồi nhưng không móp méo luôn anh em ơi. Nắp số 8 bao cọp nha, bên trong là bao đẹp luôn nè. Rồi ông nội nào gắn lắng lò xo ngược nè, giờ gắn lại em ơi. Xe nãy là test siêu im nha. Bằng cái đèn cái trên cái xăng gắn ngược lò xo ngược nè. Rồi ốc nè, VIP luôn, không móp méo luôn ơi. Ốc tán đầy đủ nha anh em. Không gãy cánh gió, không tuôn răng, không sức mẻ nha anh em ơi. Nó TH1 nữa chứ. TH là còn 1 nữa em ơi. Nó anh em nào chưa hát cho hát cho biết, TH nó dữ hơn là quay là ET nha anh em. Đó, quá đẹp luôn nè, chảo zin chưa móc chưa phái luôn nè. Sức bốc bây giờ còn trên dây cui nè, không lúng luôn. Không lúng luôn. Rồi bỏ cam cò. Cam cò thì khỏi nói rồi. Cam cò thì siêu VIP luôn. Đó, cam cò nè, siêu VIP luôn. Hai đầu gối nè, hai gối nè. Hai gối không mòn luôn. Nó cứng khừ nha, không mòn luôn. Không phải. Đó, hai gói nè, hai gói là không mòn không luôn, không phải như gói em nó mòn nát hết rồi anh em ơi, gói em nó bị gói mòn nát hết rồi, này gói này còn bao dữ luôn nè, nó không xước không gì luôn anh em ơi, quá dữ cặp cam còi luôn nè, cam còi mã số mấy vậy, 83 hay 233 đây, nó giờ nha anh em, quá đẹp bộ cam đẹp, quá là đẹp, nhức nách thật chứ, bao nào chưa mài dũa luôn, rồi cặp cò nè, cặp cò là siêu VIP luôn, cặp cò nè, nó siêu VIP luôn. Long lanh luôn nè, đời 99 tới giờ này là quá dữ em ơi, nó phẳng lì luôn nè, không có mòn cái nào luôn em ơi, không mòn cái nào luôn nha em ơi, nó như hình nha em, bộ cầm còn này quá dữ em ơi, quá trời đẹp luôn rồi, nó như hình nha em, rồi bán cái giờ bán lẻ không bộ đây, bán bộ đi, nó như hình nha em ơi, bộ này em ơi. Nó bộ này cam cò luôn, full cam cò, ốc tán đầy đủ nha, ốc tán đầy đủ luôn nè, ác mắt kiến đầy đủ luôn, nắp của nắp đầy đủ luôn. Rồi bán cho đàn cái bộ đầu, ở đầu này là 1.7 triệu bao ship nha anh em, 1.7 triệu bao ship nha anh em. Đó, đầu quá dữ luôn. 1.7 triệu bao ship. Rồi ai mua lẻ bán lẻ luôn, ai mua cam cò riêng thì bán cho là 800 bao ship nha. Ai mua cam cò riêng thì 800 bao ship nha anh em. Rồi bán như lẻ như hình thôi, bán lẻ như hình. Còn bán đầu riêng thì màu riêng thì là 1.2 triệu nha anh em. Đó. Anh em mua combo rẻ hơn luôn, 1.7 triệu bao ship luôn. Rồi cái lồng quay thái 99 nha, mặt đồng tiền trên, cao lời chữ nhỏ. Đó như hình, code 1 nha anh em, này code 1 nha anh em. Này là code 1 nha. Trái này mới làm luôn nè, lồng này không xước luôn. Lồng không xước luôn, mặt giỏng còn mặt giỏng còn đẹp long lanh luôn nè, mặt giỏng còn khá luôn nè. Mới làm nha em ơi, mới làm. Bê tông nè. Bê tông là còn khá đẹp nha anh em, bê tông khá đẹp, bao im luôn, xài luôn bao khối luôn. Nó còn khá đẹp luôn. Nó khá đẹp luôn anh em, không xước nha anh em ơi, không xước nha. Không xước. Rồi sọc thì còn ít anh em ơi. Nói chung còn khá đẹp nha, bao im bao khối. Rồi mặt dưới nè. Nó mặt dưới nè. Đó như hình, sọc cũng còn khá luôn. Sọc còn khá luôn. Rồi như hình. Rồi lòng này cốt 1 nha mày, cốt 1 nha anh em. Rồi trái là bao ngon nè, bao cứng khừ luôn nè, bao ngon bao cứng khừ luôn. Bao ngon bao cứng luôn. Đó lòng thái là 10 là 99 nè, đó đồng tiền trên nè, KL chữ nhỏ xíu nè, chữ mảnh mai đẹp, không tuôn răng, không sức mẻ, không cả xương, không cả cái gió luôn nè, khá đẹp luôn. Đó như hình em ơi. Rồi bán anh em là rồi 1 triệu bao ship nha anh em ơi, 1 triệu bao ship nha, lòng quay thái 99.
một triệu bao ship, bao xài luôn, vậy nó chạy thôi, bao im không khói. Rồi bộ qua lăng bao lửa em ơi, qua lăng bao lửa thái 99 nha em ơi. Rồi bên ngoài hơi xấu em ơi, bên ngoài nó hơi xấu nha, hơi ten hơi sét đó, bên ngoài hơi xấu em ơi, bên ngoài hơi xấu nha em. Rồi mình ổ bề đề này thay rồi nha, ổ bề đề tàu, ổ bề đề tàu nha em. Rồi bên trong nè còn khá ok, nó chỉ hơi dính nước, nó hơi bị đốm 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 nè. Rồi bên trong nè còn dàn khè luôn nè, đem mông dàn khè luôn nè. Rồi ổ bề đề lô nha, ổ bề đề lô tất nhiên là dễ đề xe lô rồi. Rồi dễ đề xe lô luôn, dễ đề xe lô luôn anh em ơi, ổ bề đề lô nha, dễ đề lô luôn. Nói anh em về ngon thì gắn gì đề phu mộc vô và que thái vô chạy thôi, thì để giờ chạy vẫn được luôn. Rồi như hình nó đầy đủ như hình. Rồi coi như là bán con lửa tặng qua lăng đi, con lửa thì khỏi nói rồi, con lửa là KGD, con lửa là KGD, nó KGD nha anh em, KGD nha anh em, KGD nè, KGD, nó KGD nha anh em, KGD, xong trả lại vậy, nó KGD. Rồi mã nè, không nè, không nè, không nè, nó mã không nha anh em, nó quay thái là không nha, 08, nó như hình nè. Rồi là đồng đen luôn nè, đồng đen nè, lửa bao mạnh bao xài luôn nè. Rồi dây cọ thì nó hơi cứng xíu, còn ok còn được thôi, nó không đẹp mấy. Đó đầy đủ ốc tán đầy đủ nha, ốc tán sơn đề thằng làng nắp chặn nhớt đầy đủ luôn đây, ghen gắn là chạy thôi nha, nắp tán nắn là chạy thôi nha, đầy đủ ốc nè, ốc tán đầy đủ, nắp chặn nhớt thằng làng sinh đề. Đó như hình, bán như là bộ này rẻ thoại rẻ rẻ thôi, 800 bọc ship thôi em ơi, 800 bọc ship nha em, coi như rồi bán còn nữa giờ anh em có phải 600 ngàn rồi, coi như qua lăng có 100-200 ngàn, 100-200 ngàn thôi, 800 bọc ship nha em. Rồi bộ ba nắp đi em ơi, bộ ba nắp nha em, sơn còn khá đẹp nha em ơi, nói chung còn được thì đẹp lắm em ơi, tróc sơn bình thường nha, nhìn hình nói chung là còn khá đẹp anh ơi, nó còn khá đẹp nha, đây còn đẹp nè, đây có tróc sơn nè, nó như hình nè, vừa gắn xe mộc chạy nha, vừa gắn xe mộc chạy nha em, thôi đẹp nha, hai nắp đẹp luôn nè, hai nắp này còn khá ok luôn nè, nó chạy hơi mớp mẹ xíu thôi, hai nắp này còn đẹp luôn, nắp zin luôn, nó như hình nè, đầy đủ luôn, nó đẹp hết luôn anh ơi. Rồi ở đây nó bị tróc sơn như hình thôi, nổ sơn nè, do dấu chân này cạ vô nè. Rồi bên trong nè, bên trong là bao đẹp luôn, nó bên trong là bao đẹp nha em ơi, bao đẹp nha em. Rồi nắp đuôi cá đây, nó đuôi cá như hình khá ok luôn nè, sơn bọng luôn như hình nè em ơi, nó có tróc sơn thì nhẹ nhẹ như hình nè, nó như hình nha em, AB luôn nha em, nó KFL nè, AB luôn nè, AB luôn. Rồi nắp nồi nè, nắp nồi, cái nắp nồi này còn đẹp luôn lên luôn nè, đó nắp tròn nè, đẹp long lên luôn, đây hơi tày miếng thôi, không bể, tày miếng thôi em ơi, này cấn gì tày nè, cấn cái cần số này do xe ngã xe nè, cái cần thắng nó dính vô nè, hơi tày miếng thôi, không bể nha, nguyên xi luôn, nắp đẹp luôn nè, nắp đẹp được tháo ra bán phải 200-300 ngàn rồi. Nó nằm khá 200 ngàn rồi, ở trên đây hơi nổ sơn xíu, rồi còn là bên ngoài nhìn khá đẹp nha, nè. bên thức bên ngoài khá đẹp nha em, nó như hình nè, đầy đủ zin nha em, KVTHM nó -2 như hình. Rồi bộ nắp này bán anh em như lẹ nha, nè. Giờ nắp này nắp tròn tháo ra bán hết 300 ngàn rồi, rồi bán cho nó bộ nắp này cho nên là 700 bao ship nha em, 700 bao ship nha, nắp tròn đẹp còn đẹp luôn, 700 bao ship. Rồi bộ nồi nha, nồi zin mới đến đầu luôn, nồi zin mới đến đầu em ơi, nồi zin đến đầu nha, nồi này có hú nhẹ em ơi, có sao vậy nha em, có hú nhẹ, sọc thì còn ít thôi em ơi. Sọc phóng to lên đây. Rồi sọc nó như còn ít em ơi, còn ít em ơi, sọc còn ít thôi, nó còn ít thôi em ơi. Nói chung là có hú nhẹ nha anh em, có hú nhẹ nha, hú vừa phải thôi chứ mấy hú o nha em ơi. Nó đầy đủ nè, mật mã đầy đủ nè, zin hết luôn. Bố nè. Cho cái chuông đi. Chuông nè. Chuông còn về côi luôn nè, có gọn nhẹ thôi em ơi, gọn nhẹ thôi. Nó như hình nè, gọn nhẹ thôi, đụng vô gọn nhẹ thôi em ơi, gọn nhẹ thôi, chuông về côi luôn nha. Chưa vớt chưa phá em ơi, chuông zin mới đất đầu nha anh em. Gọn nhẹ thôi à. Nó gọn nhẹ thôi. Bao mạnh bao im luôn, bao xài luôn, chỉ có hú nhẹ thôi. Rồi cái bố ba càng KFL nè. Rồi bố về cua nha anh em. Bộ bố này tháo ra, ba càng này tháo ra và bán không hết, phải bài dài xị. Nó nói chung anh em thật nè, hẳn anh em là tháo ra bán dài xị, về cua nha anh em. Còn về cua nha anh em. Nó bố về cua nha. Bố về cua luôn nè. Nó còn về cua luôn, quá đã luôn anh em ơi. Quá đã nha, về cua luôn nè. Hai nè, ba nè, bố nè. Ba bố này tháo ra bán, còn bố bao bộ ba càng này tháo ra bán cũng là dài xị. Nói chung anh em dài xị luôn á. Nó còn về cua nè. KFL là 99 KFL nè. Nó còn về cua luôn. Đây là ba bố về cua luôn. Nó về cua luôn em ơi, còn giá khá dày nha. Đây là cái rảnh nè, cái rảnh còn số quái luôn. Nó rảnh còn số quái luôn em ơi. Nồi này có hú nhẹ nha, có sao vậy, hú nhẹ thôi, phải hú o em ơi, hú vừa phải nhẹ nhẹ thôi em ơi. Mà hú chấp nhận được. Nó như hình, bố còn về cua luôn. Rồi chuồng heo nè. Chuồng heo ốc tán nè, anh em nào thấy tháo rồi thì mình tặng anh em, tặng vào nồi luôn. Rồi chuông nè, này là không rơ đắt luôn, không rơ luôn. Nó có rơ ngang nhẹ thôi, còn rắc lần lơ dọc là không có rơ nha anh em ơi. Rồi có làm dấu sẵn nha, anh em úp vô xài thôi, có hú nhẹ, có sao vậy. Rồi cái nhìn cái chuồng heo nè. Heo là mới có nhẹ ngón nhẹ thôi. Nó ngón nhẹ vậy thôi anh em ơi, ngón nhẹ thôi, còn cứng khự luôn nha. Bao là không giọng luôn, có hú nhẹ luôn, như hình. Nó AB nè.
nó full 1 á, full 1 là GL8 FCC, còn quay thái là GL8 AB đó, AB nha, nó khác anh em ơi, AB nha anh em, AB. Rồi ốc tán đầy đủ nha anh em, ốc tán đầy đủ, gắn là chạy thôi. Như hình anh em giờ lấy cái bộ cái chuông với lấy cái ba càng về anh bán cũng vài xị rồi, tệ nào phải 5-6 xị rồi. Nó bộ nội là cho bán anh em nha lẹ nha, 800 bao ship cho anh em ơi, 800 bao ship nha. Về lấy ba càng không đủ tiền là dư tiền luôn, ba càng với cái chuông không đủ tiền. Nồi nói chung là bao ngon hết anh em ơi, nó chỉ có hú nhẹ thôi, bao mạnh bao bốc luôn chứ còn hú nhẹ thôi, hú nhỏ nhỏ thôi chứ phải hú chấp nhận được anh em ơi. Vậy anh em này gắn xe bố này em về xài phải là 50 năm nữa mới hết mới hư nha em ơi. Bố ba càng là phải 50 năm mới hư. Rồi ốc tán nè, mới tháo đậu luôn. Đó, đẹp long lanh luôn nè. Bố bọng về cui. Rồi bố bọng về cui. Đó, còn về cui luôn. Rồi 150 bao ship nha. Bộ bố bố và bộ bố baby. 150 bao ship. Đây nè. Anh em là đời này nè, đời này đời siêu hiếm nè, đời này là đời 98 nè, coi như là 98 nha. Ốc này nè, thường thường cái này nó có răng, cái này không răng nha mấy, này không răng nha. Đây chỉ anh em nè. Nhiều anh em không nhiều, anh em nào biết thì bỏ qua, anh em nào chưa biết thì mình coi như là mình học hỏi theo mấy, học hỏi theo nha, ai biết thì chỉ thêm. Đó. Full 1 là có full 1 của ba thái đời 99-2000 là có cái ốc ngay đây nè. Còn này không có nha anh em, để lấy ốc kia để thấy thử coi biết. Có ốc ở đây nè. Con ốc ở đây nha ơi, ốc ở đây nha, ốc này bắt qua nè. Con ốc này có là cộng có cái lông đền mà lông đền bằng thau, bằng đồng bằng thau vậy đó. Ở đây có lông đền nha. Đời này không có, đời như đời này đầu tiên luôn. Đó, đời đầu tiên luôn. Không có cái ốc bắt ngang đây nha anh em. Đó, đời đầu tiên nè, không ngang đây nè. Thường đây có ốc mà. Này đang bít luôn, này không có luôn. Đời đầu tiên có quay thái. Đời đầu tiên quay thái, mấy đời đầu mới có thôi, mấy đời sau không có anh em ơi. Rồi bán nguyên cái combo nha, combo đi lên với lock nha mày. Rồi răng cỏ nè, răng cỏ là bao dữ, không có tuôn răng không sơ mi luôn nè. Răng cỏ là bao dữ luôn, hai ốc các chân nè, bao đỉnh luôn. Rồi dên nè, dên có rơ rất nhẹ thôi. Trên xe là Ebru. Tay rơ rất nhẹ nha mày, tay rơ rất nhẹ nha anh em. Dên thì có rơ rất nhẹ nha anh em. Lên xe là Ebru nha. Tại xe hồi test rồi, lúc hồi sáng test rồi Ebru luôn. Rồi dên lock đầy đủ luôn, lock thái đầy đủ nha mày, lock thái nha anh em ơi. Lock thái nha. Lock thái nha. Dên nè bao anh em là không rỗ luôn, không có rỗ không gì luôn. Nó dính bao không rõ không vậy luôn, như hình. Rồi bộ cái lốc này với đầy cái lốc này với cái dên 2 triệu bao ship nha anh em ơi, 2 triệu bao ship nha anh em. Về anh em dùng liền ok luôn. Anh em dùng liền ok luôn. Nó nhìn 2 triệu bao ship nha anh em, 2 triệu bao ship. Rồi bộ bút mảnh quay thái nha, bút mảnh quay thái em ơi. Bút mảnh quay thái nha anh em. Rồi này là bút mảnh quay thái nè. 29K2 nè, 2732 nè, số đẹp luôn. 2732 luôn. Rồi 29 biển Hà Nội nha anh em, Hà Nội nha. Rồi số máy nè. Đó đời này nó không có ốc này em ơi, nó kỹ nha, đời không này em ơi. Thích hợp cho anh em này lên xe ok. Rồi NF110 nè, MA nè, 0013528. Rồi 0013528 nha anh em ơi, số khung số máy là 3 lệ hết nha anh em ơi, biển số nè. 29K2 nha, 2732. Sườn thì bao ok luôn, bao ngay thẳng cho em xài luôn, không đông đụng té ngã luôn. Đó chân trống nè, rồi còn thắng nè, còn thắng thì siêu VIP luôn nè, còn thắng là siêu VIP luôn, để cho còn thắng cho anh em chạy luôn. Còn thắng thì ra gió ok, đây hơi mòn xíu. Rồi như hình nè, sáng giới luôn rồi, bẹt long lanh nha anh em ơi. Sáng giới là tháo ra bán còn 2-3 xị á. Rồi còn thắng trong trứng đầy đủ nha anh em ơi. Sườn thì bao ngay thẳng nha anh em. Sườn nè. Ống đồng là bao dữ nha, ống đồng là bao như mới luôn. Sườn thì bao ngay thẳng luôn. Luôn còn thắng trong trứng đầy đủ nha. Trên đây thì nó hơi nọ xét thôi, nhưng nó không lủng anh em ơi. Đó, bao là không lủng nha, không lủng. Thôi nổ thôi, hơi nổ sơ thôi, ống đồng là như mới luôn nè. Rồi ở đây nè, ở đây thì nó cái bát này nó hơi bị yếu một chút. Đó, như hình, còn lại đẹp hết luôn. Đó, như hình em ơi, trên đây nó hơi sắc anh em gì sơn lại thôi. Vì còn lại là nguyên si hết em ơi, nguyên si hết nha, không một lủng nè. Đó, ống đồng là bao đẹp luôn. Và bộ giấy này bán cho là 2,7 triệu bao ship nha anh em. 2,7 triệu bao ship cho anh em chờ chạy nha, luôn là thắng chống đứng luôn. Còn thắng ra bán là thắng hết 2-3 xị rồi. Rồi viết cái tay bao trái chấp trọn đời đi nha em ơi. Rồi 2,7 triệu bao ship nha. Rồi anh em là cần gì liên hệ nha mấy, rồi xin chào nha anh em.